Nguyễn xin mến chào cả nhà đang quay trở lại với kênh của Khi Nguyễn Vlog ha. Thì để mình quay hai con chim nhà bên bạn, mình vô mình cho nó ăn cái trái thanh long mà ruột hồng á. Mà sau một thời gian mình vô thì mình thấy cũng mắc cười. Thôi để mình làm cái video để mình chia sẻ với các bạn. Sẵn đây mình thì mình cũng hướng dẫn những anh em nào mà đang gặp cái vướng mắc trong cái việc mà làm sao để cho con chim nó tắm mà. Thì những ngày hôm qua Khi Nguyễn cũng có đọc được những cái comment của các bạn là kêu mình là chỉ cái cách để là tập cho những em chim nhà mình nó tắm. Thì nói chung là chim nhà mình á là mình không cần cần tắm đâu bạn. Cứ mình thích sinh thì 2 ngày mình một ngày mình tắm cho nó một lần. Còn nếu mà mình không sinh á thì 2 ngày mình tắm cho nó một lần cũng được. Nhưng mà chuồng trại thì mình vệ sinh cái khay phân thì cái việc đó là việc hàng ngày của những người nuôi chim rồi. Chứ để cái khay phân nó nhiều phân quá thì con chim nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ hô hấp, cái hệ tiêu hóa của nó bạn. Thì nó hít phải những cái phân mà nó có cái mùi bốc lên mùi hôi thối á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con chim. Thì thôi để Khi Nguyễn quay những em chim nhà mình cho các bạn xem ha, giống như nó đang nhuộm cái màu mà hồng hồng của cái trái thanh long lên lên người nó gì vậy. Đây bạn thấy em chim chim cửa nhà mình bây giờ cái đầu nó chuyển sang màu hồng luôn bạn. Giờ mấy cái cây mà cái cành đậu của nó nè, bây giờ là nó trên nó chuyển sang cái màu hồng luôn. Bạn thấy cái ruột thanh long nè, nó ăn rồi nó vũ nó văng tùm lum hết. Bạn thấy nhìn nó cũng khá khá là ngộ nghĩnh ha. Thì ở đây em chim sáo thì nó ăn thì em chim sáo thì nó ăn cũng mà sạch sẽ hơn em chim nhồng bạn, tại cái màu nó màu nâu quá, nó cũng lên màu mà nó không có bằng cái màu trắng của em chim nhồng, em chim cưỡng. Đây thôi để Khi Nguyễn sẽ cho nước vào và để cho những em chim mình nó tắm ha. Đây hiện tại thì Khi Nguyễn đã để cái đồ tắm của con chim và đổ nước vào cho nó tắm rồi bạn. Thì bạn thấy không, mình vừa chỉ đổ nước vào thôi, nó gặp nước là nó rất là thích. Tại vì những cái loài này bạn là những cái loài thích ăn no và thích tắm mát. Thì có nhiều bạn hỏi mình là làm sao để cho con chim mình nó dễ tắm, cho con chim nhà của các bạn nó dễ tắm. Thì mình nghĩ là chim mà các bạn bỏ khoảng chừng 2-3 ngày là nó rất là muốn tắm rồi. Thì nếu mà các bạn mà không coi thấy con chim mình nó không muốn tắm á, thì các bạn cứ lấy cái chai xịt mà phun sương rồi các bạn cứ xịt là cho nó ướt mình ha, cho nó ướt mình một xíu thôi là nó sẽ, các bạn đổ nước vào á, nếu mà con chim mình mà nó sợ người á thì nó sẽ không bay vào nó tắm đâu. Thì các bạn nếu mà các bạn đổ nước xong vào thì các bạn nên đi ra chỗ khác các bạn, thì để cho con chim mình nó tập trung nó tắm và nó không có thấy người á, không có thấy người qua lại thì nó sẽ dễ tắm hơn. Để cho nó, mình mới vừa cho nó ăn cái trái thanh long ruột hồng qua cho nên là bây giờ cơ thể nó rất là dơ rồi. Đi cho nó xuống nó tắm rửa cái cơ thể của nó. Có khách. Chim nhà mình thì nó cũng đã nói được cái tiếng mà có khách chào khách rồi bạn. Thì để mình con cho nó nói gõ một thời gian á thì mình sẽ chuyển sang cái từ khác ha. Mình dạy nó thêm cái từ khác cho nó mà học và để nó nói. Thank you.
sau khi đã tắm xong thì mấy bay lên mấy ghĩa lồng mà nhìn thấy rất là dễ thương ha. Thì nó vô nó tắm rồi nó sẽ rửa sạch hết những cái màu hồng của cái trái thanh long mà bạn thấy nó giờ nó trở nên sạch sẽ hơn rồi. Thì nếu mà các bạn mà siêng á thì cứ ngày nào các bạn cũng cho nó tắm thì nó cũng khá là thích bạn. Còn nếu mà các bạn bận việc á thì mình có thể 2 ngày hoặc giá 3 ngày á thì mình tắm cho nó một lần cũng không sao ha. Có nhiều bạn hỏi mình là một ngày có thể tắm cho chim khoảng chừng 3 lần hoặc giả 2 lần được hay không. Thì nói chung là nếu các bạn tắm thì được hết chứ không phải là không được, nhưng mà tắm nhiều lần quá thì mình sợ con chim nó bị trúng nước các bạn. Thì có khi con người mình cái sức đề kháng nó cao hơn con chim, mà mình tắm nước với lại mình tiếp xúc với nước nhiều lần quá thì đâm ra người mình sẽ bị bệnh, bị người ta gọi dân gian người ta gọi là trúng nước các bạn. Thì nói chung là các bạn cũng hạn chế cho nó tắm nhiều lần trong ngày ha. Thì ít nhất thì một ngày các bạn cứ tắm cho nó một lần là ok rồi. Đây thưa các bạn, sau khi mình đã cho nó tắm xong rồi thì cái việc quan trọng của những người nuôi chim hàng ngày các bạn thì mình nên cọ rửa cái khay phân của nó cho sạch ha. Thì song song với việc mà làm cho vệ sinh cơ thể của con chim bạn thì mình cũng phải vệ sinh chuồng trại rồi vệ sinh cái khay phân cho sạch sẽ để mà bảo đảm cái sức khỏe được tốt cho con chim mình ha. Thôi mình sẽ quay qua mình tiến hành mình tắm cho em chim sáo nhà mình thôi. Thì sau khi mình đã trang bị những cái dụng cụ cần thiết để cho cái việc tắm cho em chim sáo nó hoàn chỉnh mà, thì giờ em ấy đang bước vào trong cái máy tắm này. Thì những em chim nhà mình á, nói chung là mình cũng không cần tập gì cho nó, là nó rất là thích tắm mà. Mình cũng không có cần mà phải xịt phun sương hoặc giả làm cho nó ướt mình để nó tắm ha. Thì có nhiều bạn mà nuôi chim á thì gặp mà cái khó khăn trong cái việc tắm chim thì mình cũng nghĩ là do là con chim nhà mấy bạn ấy nó nhát quá cho nên là nó không chịu tắm. Thì cái cách tốt nhất á là các bạn nên đổ nước vào cho nó rồi xong các bạn đi ra chỗ khác ha, để cho nó tự tắm rồi thì nó sẽ cảm thấy nó tự tin hơn và nó sẽ bước xuống nó tắm thôi. Giờ thì Nguyễn thấy là cái chú chim sáo nhà mình nó tắm nước nó vẩy lên cũng khá là nhiều bạn. Giờ nó nước còn ở trong cái thố ta của nó tắm cũng rất là ít. Giờ mình sẽ chế thêm một ít nước vào để cho nó tắm ha. Đây, sau khi mình đã chế nước vào nhiều thì nó vẫn bay xuống nó tắm lại mà. Thì nó nói chung là nó rất là thích tắm. Bạn thấy nó tắm rất là dễ thương không? Sáo nhà mình giờ nó chưa nói chuyện được nhưng mà nó tặc lưỡi với lại nó hót rất rất là nhiều mà nó hót rất là hay. Sáo là cái loài mà hót hay nhất trong tất cả các loài như là nhồng, cửu hay là quả thông nữa bạn. Thì chim sáo là loài mà nó hót rất là khá là hay và nó hót khá là đa dạng về cái nhiều kiểu giọng của nó. Rồi trong khi chờ đợi nó mà rỉ lông thì mình sẽ cọ rửa vệ sinh cái khay phân của nó ha. Thì đây là cái khay phân sau khi mình đã cọ rửa xong bạn. Thì bạn thấy rất là sạch sẽ ha. Do là hàng ngày mình cọ rửa thì phân nó cũng bám vô cái khay này cũng khá là ít.
cho nên là mình vệ sinh cũng khá là nhẹ nhàng chứ không có vất vả như là những bạn nào mà lâu ngày mình mới cọ rửa cây phân thì phân nó đóng vô với lại nó khô mà các bạn rất là khó để kỳ cọ nó. Đây, hai con chim nhà mình nó đã tắm xong rồi, giờ nó đang rỉa lông ha. Thì trước khi Nguyễn có ba con nhưng mà do là mình chủ quan quá thì mình đã để bữa mình thả em chim nhồng ra nó bay đi luôn mà, do là có nhiều người quá nó sợ nó quản á. Rồi mình mở cửa lồng ra nó vẫn ở trong lồng nhưng mà mình bắt nó ra luôn, mình bắt nó ra mình tưởng đâu là nó không bay ai dàn là nó bay luôn mà. Giống như em chim cưỡng nè, mình cũng mở lồng ra mà nó không bay. Khi nào mà mình bắt nó ra thì nó chỉ bay vòng vòng ở nhà thôi. Em chim cưỡng với lại em chim nhồng, em chim sáo thì nó đã quen cửa quen nhà rồi ha. Mình thả ra nó bay vòng vòng đây, nó không có bay đi đâu, nhưng mà do là mình ở trọ đây, thả ra thì rất là phiền cho bà con, cho nên là mình cũng không có muốn thả nó ra nữa. Thì để mình sẽ gắn cái khay phân vô và mình quay cái cảnh mà cho nó ghế lông cho các bạn xem ha. Đó, vậy là cái công việc hàng ngày của một người nuôi chim là như vậy các bạn. Thì các bạn nào mà có nuôi chim thì nếu mà chưa có kinh nghiệm thì nếu mà xem được cái video của Khi Nguyễn, nếu mà thấy video có gì hay và hữu ích, hoặc giả là có gì thiếu sót thì các bạn nào chơi chim lâu thì hãy góp ý với mình bằng cách comment ở dưới video ha. Còn bạn nào mà thấy video hay và hữu ích thì hãy nhớ cho Khi Nguyễn một like nha, cũng như chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Rồi Khi Nguyễn cũng thân mến chào tạm biệt mọi người ha. Chúc mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha.